thể xịt vào lòng bàn tay một lượng vừa phải, hoặc là có thể xịt trực tiếp lên vùng bụng của mình luôn. Xong rồi sau đó thì chúng ta sẽ massage. Massage càng lâu càng tốt, nhưng mà tối thiểu thì phải từ 5 tới 10 phút. Làm như thế thì với tác dụng của dầu gừng thì các bạn sẽ có được một cái làn da sáng cũng như là làm mềm mô mỡ của mình ha. Các bạn sẽ massage theo chiều kim đồng hồ, ngược lại làm như thế nào để sản phẩm có thể thẩm thấu một cách tốt nhất. Được thiết kế rất là dễ thương, rất là mềm và mịn với làn da. Đây hũ muối của chúng ta. Hũ muối này thì có khối lượng là 1 kg. Đây là muối thảo dược. Rất là nhiều các thành phần thảo dược ở trong này. Mà đổ vào thì chúng ta sẽ có hình dạng cái túi muối như thế này. Và trong một cái liệu trình của mình để vòng eo có thể giảm lại được á, thì các bạn sẽ sử dụng khoảng từ 4 đến 5 hũ muối ha. Sinh. Còn nếu mà với các mẹ đã sinh một khoảng thời gian rất là lâu rồi, hoặc là các chị em văn phòng với tính chất công việc là ngồi nhiều, thành ra là bụng của chúng ta cũng ngấn mỡ và cái mô mỡ hơi dày một tí xíu, thì chúng ta có thể sử dụng bộ sản phẩm bên này.